mọi người quay trở lại với channel Bạn Kích của anh Phúc Sáu Trai. Và nếu cậu xem clip mà thấy hay, hãy để một like, subscribe cho em bé tên nhé. Hello, chào mừng cậu đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ dùng Arc VR Goku. Thì các bạn nào hay theo dõi kênh của mình ấy, và các bạn bên server miền Bắc 2 thì cũng không còn lạ gì với Arc Goku rồi. Hôm nay mình sẽ đổi Scoin ra kim cương với mốc là 5 triệu. Mình được anh chủ Arc giao cho cái nhiệm vụ khá là quan trọng đây. Ô kìa, kim cương đâu rồi? Đùa nhau à? Ô kìa, méo hiểu luôn. 5 triệu ra đi mà kim cương có chơi thế đâu cả. Con này phải ra hỏi anh ấy làm sao thôi. Ok, mình đã trở lại đây. Thì đăng nhập lại thì mới được nhận item Deadline 2 ngày level 9. Và đang có sự kiện nữa nên là sẽ nhận được thêm 20 đá đua Dragon. Thì hôm nay quay với mong muốn sẽ rước và khẩu đua RBK và cả Flash để lâng cho Flash lên M38 nữa. Và hai khẩu kia anh ấy chỉ mong muốn lên sáng thôi trong thời gian tạm thời. Ở đâu về sau chắc kiểu gì cũng phải mắc hết. Mở màn mình sẽ quay danh dự nữa, xem nó đỏ hay là đen. Tiếp tục dẫn thân bằng cái kiếp đỏ đen. Hình như cái bài này là của ca sĩ nào mình chẳng nhớ nữa. Được mỗi x2 cái đầu lâu vàng, hơi nhỏ. Rồi bây giờ sẽ với 5.340 kim cương ấn thử cái vòng quay biển trước, xong mới và quay siêu cấp với mong muốn sẽ. Ủa kìa, sao lại được hồi kim cương kìa. Ủa vãi nồi, mở màn nó khẩu sốc tọ các bạn ạ, là chơi lầy thế. Ủa rồi sờ tôm thì anh em mắc rồi. À, được 3 mảnh đá RBK. Hình như phát đầu tiên là được hồi kim cương hay sao ấy. Ấn phát đầu mà vẫn còn 5.300. Ấn tiếp. Nào, hàng về đi. Đèn vãi nồi. Ăn một khẩu thôm sơn. Gắt linh Akatitan. Ôi xong, hai phát quay quân trang mà vẫn chưa ra đồ mong muốn. Cứ vừa quay bóng biển với siêu cấp thì biết đâu lại đập bể cũng lên. Vẫn không trúng cái gì cả. Ấn này, hàng về đi. Rồi, đẹp trai lắm. Như vậy là đã được một em RPK 7 rồi. Khá là run. Tiếp đi. Ôi sao, được mỗi khẩu đấy thôi. Ở đâu toàn cái vớ vẩn. Ôi vẫn trúng một toàn giáp này nhỉ. Ấn tiếp. Rồi, phát thứ hai là ở đâu, phát thứ tư. Được một khẩu đua đây. Được 18 mảnh luôn. Phơ lòi. Lại sóc lọ. Rồi, thì cũng gọi là tạm ổn.
Nào hàng ra đi. Một loại sóc lộ ạ. Khẩu này thì sóc khá là nhanh. Ủa kìa, đùa nhau à? Thế méo nào lại ra sờ tôm. Biết là khẩu đấy nó lên mắc rồi mà vẫn ra. VTC trôn hơi cao ấy. Lại là 100 AP. Ấn luôn này. Thompson. Càng về sau càng run. Mà này ra thế này thì vẻ hơi lãn đây. Và bây giờ điểm quà của anh ấy là 31.000 cơ. Ô kìa, Flash đâu rồi? Hai mảnh đá đết. Thì những cái mảnh súng mà mắc rồi ấy, tí mình sẽ vào bên trong kho mình bán hết. Loại AK vãi nồi. Được 3 mảnh phần đát rồi. Huyền thoại 3 mảnh luôn. Còn 1.500 thôi. Đập bẻ đi. Ấn luôn. Ôi giời ơi. Em Vin M249. Hai mảnh huyền thoại nữa. Khá là đen. Mình sẽ quay vài cái này và một cái quân trang siêu cấp nữa. Còn đâu là ra kho đồ để cường hóa. Nào, phải cửa hàng. Phát cuối này phát đen nhất cơ. Mỗi khẩu Thompson ghẻ luôn. Vai trưởng. Bây giờ sẽ vào kho đồ. Hiện tại á có một khẩu Holy M37 rồi. Nhìn khá là đẹp. Có lẽ mình sẽ làm một cái clip test về em đấy. Ấn luôn. À từ từ á. Ra bán cái mảnh đắc mê đết và lấy thừa nữa. Ui rồi, 315 thẻ hồi sinh. Combo ván trượt này, combo cáo trồn kia nữa. Ba mảnh. Được 360.000. Đất cũng là 3 mảnh luôn. Vãi cả gà kêu. Đâu rồi, lúc rồi. Đây. 8 mảnh thì được gần 1 triệu. Khá là nhiều. Nhưng mà ra nâng cấp mấy cái khẩu súng kia thì cũng không phải dạng vừa đâu. Toàn chơi mấy trăm k một set thế này thì... Hiện tại là khẩu này có 49 mảnh rồi. Thì khẩu này các bạn có thể thấy ấy, cái độ sát thải của nó rất là cao. Tận 35 cơ. Đạn thì khá là nhiều. Như vậy là em nó ra lên M rồi. Cấp 10. Còn cái khẩu đua đi suốt angle nhá. Cũng cho nó lên sáng luôn. Thì hiệu ứng của nó sẽ là cái mắt nó phát sáng nữa. Đấy, phê loài. Nhìn là khá là đẹp. Sát hại 48. Thì trước mình cũng cho khẩu đắc là lên M38 này. Mình vẫn còn nhớ. Holy 14 mảnh.
Plus à, 43 rồi, thiếu 15 ảnh nữa thì mới lên được M38. Mình sẽ vào chỗ đổi này, mình thử xem tất cả chỗ này được bao nhiêu ảnh chưa. Mình nhớ hình như là đang có X2 máy ghép hay sao ấy, chứ không phải liều mạng ấn bừa được. Rồi, ấn hết cái chỗ đống kia thì được 19 mảnh. Tí ra xem rồi đổi sau. Vãi nồi, 65 mảnh thông sơn. Mình cùng đi xem qua kho đồ của anh Goku. Toàn hàng xịn không à. Gold Mazet M107. Nhìn kho đồ này rất nhiều những game thủ mơ ước đây. Đến mình còn thèm một hỏa cả rớt đây. Bây giờ các bạn cùng mình xem lướt qua những cái khẩu kỵ sĩ hẳn trong kho nha, xem nó phê đến cỡ nào. Đấy, phơ lòi chưa? Vâng, xem đã hay cả mắt luôn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài để xem cái sự kiện xem có phải là X2 mạnh không. Mình sẽ vào đổi để lưng lốt cái khẩu flat lên M38 cho ảo vãi cả trưởng luôn. Ok, mới trở lại đây. Thì mình vừa đổi cái mảnh để có thể lên được khẩu Plat M38 rồi. Đấy, thế là đủ mảnh luôn. Dư hẳn cho VTC một mảnh. Thì nhìn qua cái đam PVE của nó kìa, 1.900 luôn. Xạ trình 200, bắt đầu ấn luôn. Phơ lòi, cảm giác rất là thốn. Đã cải tạo được Flash Cry M38. Nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua những khẩu kỵ sĩ mắc ở trong kho đồ nhé. Đầu tiên sẽ là khẩu Dark Cry đây. Đó, đam PVE là 460, đạn là 38. Mình chỉ thích cái bắn đắc thôi. Tiếp theo sẽ là khẩu Deathcry. Đam PVE của nó cao hơn khẩu đắc kia một chút. Và sẽ là khẩu Storm. Đạn 29 viên băng. Ui, khá là thốn. Các bạn xem clip nhớ để lại một like, một comment cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Chào các bạn.